Ông Lương Quang Sở, trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh cho biết, bắt đầu từ tháng 5 năm 2017, ban quản lý đã tạm dừng thu phí dịch vụ đối với hoạt động xuất cảnh qua cửa khẩu này. Trước đó thì phí dịch vụ được áp dụng đối với người Việt Nam sử dụng hộ chiếu khi qua cửa khẩu là 15.000 đồng một người, đối với người sử dụng giấy thông hành là 5.000 đồng một người. Việc miễn phí dịch vụ qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái là tin vui đối với khách du lịch và những người buôn bán. Tuy nhiên, trong ngày đầu áp dụng, do chưa được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nên nhiều khách du lịch và những người thường xuyên qua cửa khẩu cảm thấy bất ngờ. Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, việc miễn phí dịch vụ sẽ được thực hiện cho đến khi cửa khẩu nhận được thông báo chính thức từ thành phố Móng Cái và tỉnh Quảng Ninh.